Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi RC10VPH. Thì dòng nồi này có dung tích 1 lít nhé các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được 2 bát đến 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn nhé. Đây là nồi tô chuông đấy các bạn. Ở Việt Nam mình hay gọi nôm na là tô chuông. Thì đây cái bản tô chuông này ấy, nó khác cái bản tô chuông thường là nó có đèn led rồi son nó màu đen nhé các bạn. Đây là bản đặc biệt nhé các bạn. Đấy, các bạn xem qua này. Tất cả đều màu trắng hết nhé các bạn. Không bể vỡ gì, còn rất là đẹp luôn. Đấy, cái này trong ngoài của rất là mới luôn nhé các bạn. Đây màn hình này. Đấy. Rồi mình xoay cho các bạn xem nhé. Đây cái này không có bể vỡ gì nhé các bạn. Tất cả là màu trắng hết luôn. Ở đây các bạn xem thông số nhé các bạn. 10VPH này. À cái này là cái áp suất này là 20 kPa nhé các bạn. Đúng rồi. Từ trước giờ mình không để ý các bạn, mình cứ nghĩ là tô chuông thì nó đều là 5 kPa. Đây, các bạn xem này. 20 kPa. Đây tiện đây thì mình có một cái tô chuông thường nhé các bạn. Đây các bạn xem này. Đấy 5 kPa này. Đấy. Đây cũng một cái tô chuông thường nữa này. Cũng 5 kPa luôn nhé các bạn. Đây các bạn này. Thì cái lực nén áp suất này rất là cao nhé các bạn. Đấy, mình mới phát hiện ra luôn, tại lâu nay mình cũng cứ nghĩ là nó là tô chuông thì tô chuông nào cũng như nhau, nhưng mà cái bản này nó cao hơn nhé các bạn, áp suất nó cao hơn, vì vậy nên nó sẽ nấu cơm ngon hơn là bản áp suất gọi là bản thường nhé các bạn. Đấy, thì hôm nay đúng là nhờ video này mình mới phát hiện ra luôn. Rồi đây mình xách cho bạn xem nhé. Cái này toàn bộ màu trắng hết luôn đấy các bạn, còn rất là mới. Đây, cho bạn xem bên trong này nhá. Đấy. Mở nắp cho bạn xem này. Còn rất đẹp luôn các bạn nhìn này. Cái này mình nấu thử rồi các bạn, cái này không phải là cái này là nước nhé các bạn. Đấy, nước ấy, tại vì mình nấu thử nước nó còn đọng đây, mình chưa lau kỹ nhé các bạn. Đây các bạn nhìn này. Còn như mới luôn đấy các bạn. Rong rất là xanh luôn nhé. Cái này mình nấu thử cơm và thử nước rồi, các bạn yên tâm nhé. Giờ mà các bạn lấy thì mình chỉ vệ sinh lại rồi mình gửi cho các bạn thôi. Đấy, thì đây mình tiện để có cái tô chuông thường đây thì mình so sánh cho các bạn xem cái bản này nó khác nhau với cái bản thường là cái gì nhé. Các bạn nhìn thấy cái nắp này không? Cái này là nguyên bản màu inox, màu kim loại, còn cái này là màu sơn đen. Rồi tiếp tục là cái son nhé các bạn. Đấy, son rất đẹp luôn nhé các bạn. Son chuông này các bạn này, đấy. Các bạn nhìn thấy màu đen không? Còn rất là mới nhé các bạn. Rồi thì các bạn xem qua đi nhé, không bể vỡ gì nhé. Để chút mình cho các bạn xem cái son của cái son thường thì nó khác nhau như thế nào nhé các bạn. Còn rất là bóng luôn đấy các bạn. Đấy. Thì đây mình cho các bạn xem cái thường này các bạn này. Đấy, màu vàng nhé các bạn. Tô chuông thường thì có màu vàng nhé. Và cái sóng ấy, cái son, cái lớp sóng này các bạn này. Đấy các bạn thấy nó ít sóng hơn, còn cái này nhiều sóng hơn. Thì các bạn biết sao không? Sóng nhiều hơn như thế này ấy, tức là sóng như thế này này các bạn này, thì nó nấu ấy, các bạn nấu khi mà đun sôi ấy, thì bọt nó nhỏ hơn nhé các bạn. Thì khi bọt nó lên ấy, thì nó giống như một cái nguyên tắc để gọi là để đảo gạo luôn đấy các bạn. Đấy, thì bọt nó nhỏ hơn, nó đều hơn và nó nhiều hơn, thì nó đảo gạo được đều hơn là những cái nồi mà bọt nó cái sóng nó to thế này nhé các bạn. Đấy, sóng nó ít, nó to thế này thì nó bọt nó sẽ to hơn và nó ít bọt hơn nhé các bạn. Rồi mình kim điện cho các bạn xem thử nhé. Cái này thực tế mình nấu rồi, mình kim cho các bạn xem thôi. Đây các bạn chọn menu này. Đấy các bạn thấy đèn rất đẹp luôn nhá. Đèn led luôn. Đây mình chọn gạo trắng này. Đấy, rồi chọn chế độ nấu này. Đấy. À, cái này nó có thêm một cái chức năng để mình cho các bạn xem, tiện để cho các bạn xem luôn nhá.
Đấy, bên kia mình dây mình xa quá. Đây, các bạn này. Đấy, nó có ba cái chế độ đóng ngon thôi. Và nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 chế độ nấu. Còn cái này nó có 4 chế độ nấu ngon. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 chế độ nấu chứ các bạn. Thì cái này nó thêm 2 chế độ nấu nữa. Đấy. Đấy, đèn rất là sáng luôn các bạn. Đấy, rồi mình nhấn nút nấu nhé các bạn. 55 phút. Đấy, đèn hút chân không các bạn này. Máy kêu rất là êm nhé các bạn. Thì cái quá trình hút chân không này các bạn này, nó kéo dài khoảng 10 đến 15 phút nhé các bạn. Khi nó hút hết không khí trong nồi ra rồi ấy, thì nó sẽ chuyển qua những cái công đoạn, ví dụ là ủ gạo, hấp gạo, nấu rồi nó mới hâm nhé các bạn. Vì vậy cái nồi có công nghệ hút chân không này thường so với cùng phân khúc thì nó sẽ ngon hơn. Mà đặc biệt là như cái nồi này các bạn này, nó là ngon nhất hiện nay nhé các bạn. Nó là cao cấp nhất của Toshiba và nó là cũng như cao cấp nhất thị trường các bạn, và tất nhiên nó nấu cơm ngon nhất hiện nay nhé các bạn. Đấy, mà những cái bản này nó sẽ nấu ngon hơn những cái bản này nhé các bạn, bởi vì các bạn nãy mà các bạn thấy không, cái áp suất ấy mình lâu nay mình không có để ý cái đấy các bạn, mình cứ nghĩ là nó chỉ là 5 kPa, tô chuông là chỉ là 5 kPa thôi. Đấy, nhưng mà cái bản này nó tới 20 kPa nhé các bạn. Rồi, mỗi nồi này thì bên mình đang bán mức giá là 4,7 triệu nhé các bạn. Đấy, 4,7 triệu thì tiện đây thì những cái nồi này các bạn này thì bên mình đang bán mức giá là 3 triệu. Còn cái này là 3,1 triệu nhé các bạn. Đấy. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Bên mình thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi, các bạn kiểm tra với thanh toán nhé các bạn. Đấy, nồi rất đẹp nhé các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.